bắt đầu. Cuộc thi tiếng hát tượng lần thứ tư năm 2014 đang diễn ra, đang ở vòng đăng ký, thì cuộc thi Tây Tống Cừ Khôi cũng sẽ sắp sửa tổ chức. Và chắc là theo thông qua tiết mục của bạn, tôi lại nghĩ ra một cái ý tưởng là cuối năm nay sẽ tổ chức đôi nhĩ đẹp tại cà phê tượng này. Tôi hy vọng bạn sẽ đoạt giải nhất, chắc chắn điều đó nếu như có mình bạn đăng ký dự thi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc nhiều người đăng ký dự thi bạn cũng sẽ đoạt giải thôi, không sao hết. Tôi rất tiếc là không biết là chiếc áo này bạn mặc có vừa hay không. Tôi sợ nó rộng hơn so với bạn thôi.